Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng hân hoan chào đón giám đốc của đài Á Điệu Miệt Vườn, Mr. Quỳnh Long Hổ. Các quý vị thấy nụ cười tôi khai khác thường phải không? Bởi vì miệng cười mà lòng căng lắm. Năm ngoái chỉ có một thí sinh dự thi thôi, mà năm nay có tới hai thí sinh, đông quá. Làm sao mà đủ giờ để thi đây? Tới giờ rồi mà không thấy ai tới dự thi, có khi nào nó bỏ không ta? Nó cancel là mình chết à. Không có tiền trả tiền rạp á. Không được. Giái ông bà cho mấy cha mấy mẹ đừng có bỏ thi. Không lẽ ma hát hay sao? Hey, tôi đi nè, ma cái gì mà ma, ta hát không nhìn bên đây thì vòng vòng bên kia nó ta ma. Nghe gì đó đi. Dạ, ca sĩ có tuổi chưa có tên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào cô. Chào anh, hân hạnh được biết anh. Dạ. Yeah. Gặp anh là mừng lắm rồi. Công nhận ha, ở đây quản gia mà mặc đồ đẹp ghê á. Mà cô nghĩ sao vậy? Dạ sao? Mà sao cô nói tôi là quản gia? Dạ tại vì thấy anh ăn mặc sáng lòa quá nè. Tôi trân trọng giới thiệu cho cô biết. Dạ. Tôi là giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn. Dạ. Quỳnh Long Hổ. Quỳnh Long Hổ. Trời ơi sao hổ mà em không thấy có miếng hổ nào mà em thấy nguyên cái mặt con mèo vậy? Thiệt. Mèo, mèo trong hổ. Thiệt vậy hả? Ngoài mèo trong hổ thôi. Ừ. Để mai mốt biết đi. Cô là thí sinh phải không? À, dạ thí sinh, em là ca sĩ. Trời ơi ca sĩ em phải mặc đồ gì chứ không phải ca sĩ mặc gì ra tao tưởng điên. Em nói thiệt anh, em mặc cái kiểu này ra cảnh sát giao thông rất là cảm ơn, bị gì không bao giờ đụng xe. Đúng rồi nha. Lấy số báo danh chưa? Đâu có ai đưa đâu biết lấy. Tại sao không lấy? Có ai đưa đâu lấy. Ờ mà có phát đâu là có. Trời ơi cha này dung kiếm không. Trời ơi. Đây cầm lấy. Đâu có ăn bánh in đâu đường chi. Còn phải bánh in. Đây nè. Ai cầu ông cầu ông số báo danh không biết là tưởng cái bánh in không à. Ừ. Trời ơi 2001 chết rồi. Em 2001 là còn tới 2000 thí sinh, làm sao thi được, mấy tháng nữa mới thi. Anh ơi má em nói là phải thi trong ngày hôm nay, bắt giá là em phải lên thôi, không lên là má em buồn lắm. Anh ơi cho em thi đi. Trời anh ơi bình tĩnh. Cha này dê dễ sợ luôn, mình té cho té theo à. Trời đất ơi lôi mình ra nữa mình dê. Hèn gái sát sát nhào nhào vô. Cô bình tĩnh đi, 2000 là viết cho chơi thôi. Trời ơi cô là người đầu tiên á. Trời cha này nổ thế ớn nổ tới 2000 trả giá nhiều cũng dính á. 2001 bao. Bây giờ cho em thuê đi, cho em thuê đi anh là ơi, làm ơn lăn cho em lên đi anh. Đừng có lo, hãy tới đây vô tay tôi là phải lên thôi đó. Đúng rồi anh nha, lên nha anh nha. Nhưng mà trước nhất là tiền bạc phải sòng phẳng. Trời ơi tiền là chuyện bình thường, mà em nói thiệt với anh, từ nhỏ tới lớn em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết về tiền. Chứ xài gì? Hạt sàng. Hả? Hạt sàng? Ừ, má dẫn đi ăn bún riêu với tô bún mắm mà má trả hạt sàng 5 ly. Trời đất ơi thò khỏi thôi. Giàu nha, trúng bánh rồi đó. Dạ không biết có giàu không mà hộp sàng đóng đóng ở nhà đông bằng lau ăn không. Nghe cô nói vậy thì được rồi. Dạ cô mà tới cái lò của tôi là quá đúng rồi. Cô mà tới lò tôi thì chắc chắn tôi sẽ lăn xê cô nổi tiếng. Quan quan cái gì? À cái lò. Trời trời ơi ca sĩ mà ông nói cái lò làm như nướng bánh mì. Ông cũng làm như tôi lò luyện đơn nha. Lò luyện ca sĩ. Ông gớm ông lò luyện ca sĩ. Ừ. Lò của tôi đó đặc biệt lắm. Dạ. Lò khác đó là chỉ là công nghệ lăn xê thôi. À đúng rồi. Còn lò của tôi là có cả một âm mưu lăn xê. Nghe không? Cái lò của anh có cả một âm mưu lăng xê. Ừ. Vậy anh đừng gọi nó là cái lò. Tôi gọi bằng cái gì? Gọi là cái động đi. Hả? Ê, cái động nghe thấy ghê quá không được. Chứ tự nhiên lăng xê mà ông làm thế ông cả một âm mưu lăng xê. Âm mưu lăng xê cái lò nó đâu có tương xứng đâu. Chơi mẹ cái động ca sĩ đi.
Ai muốn nghỉ sao nghỉ. Thôi được rồi, con muốn kêu cái gì cũng được. Ờ. Nhưng mà nói cho cô nghe. Sao? Cô biết tại sao tôi nói vậy không? Tại sao? Tại vì ở đây tôi có chuyên gia lăn xê đàng hoàng. Trời, 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 có chuyên gia. Mà chuyên gia này không phải loại bình thường nha. Trời ơi. Mà là chuyên gia về văn hóa, văn học, y học, dân tộc, nghệ thuật, Đại học Văn nghệ Miệt vườn quốc tế. Trời ơi, em biết rồi nha. Cha này vừa là chuyên gia mà vừa chích thuốc nữa nè. Ừ, sao nói vậy? Thế gì văn hóa, văn nghệ, y học, dân tộc, y học là chích thuốc chắc luôn. À, cái này là cô thông minh. Ừ. Tôi luyện rất là kỹ. Dạ. Luyện từ sáng tới chiều. Dạ. Cái ca sĩ mệt, đem vô chích mũi bắt ra luyện tiếp. Trời ơi, hay quá. Đúng là cái động này có một không ai. Đừng, đừng, đừng có động. À, bây giờ... để mời chuyên gia, em mời chuyên gia đây nha. Ừ nè, ông cầm ông trâu luôn nè. Mẹ bà thí sinh của mình cũng đưa bà giặt đưa bà số bao danh. Em muốn gặp chặt trò gặp chuyên gia. Mời chuyên gia vào. Gentlemen, how are you? I am come from South America. My name Banca Ambulang. Nay tôi mất dù. Welcome everyone, idol Vietnamese, thanh kiều, very much. Hay quá. Hay trời ơi, chuyên gia hay quá. Mà em nói thiệt, anh em muốn làm ca sĩ giật giật nhạc thân chứ em không có chơi ca kịch Quảng Đông. Không phải, cái này là cái môn ông mới tu nghiệp ở Trung Quốc về. Phải không? Ừ. Ủa, ông đi luyện thêm Trung Quốc vậy đó anh. Ừ. Từ mẹ bầu hát quả mà hát tiếng Anh tới nổ dịch không? À. Để là nói chuyện với ông chút. Nói không coi. À, không biết tiếng Việt không? À, ambulan bằng cá. Trời ơi. À, cô này muốn lên. Tên thì nghe muốn mình bệnh. Có cách đưa lên không? Sơn phủ, chị bàn châu ba chị, xe mẹ phủ, xe mẹ đen. Trời ơi. Hai này ăn trung mát lắm á. Dạ, chuyên gia nói có rất nhiều chiêu thức. Ờ. À, cái chiêu thức thứ nhất á. Dạ. Hồi nãy cô nói là cô là có tuổi mà chưa có tên. Dạ đúng rồi, hát hoài mẹ bà tuổi càng ngày càng lên tên không ai biết. Muốn vậy mình phải tạo sự căng đan. Tạo sao? À cô biết không? Sao? Có nhiều ca sĩ hát rất nhiều năm. Đúng. Nhưng mà không nổi. Đúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì không biết tạo sự căng đan. Sự căng đan là sao? Mình phải tạo sự căng đan. Tạo đi. Đi giật chồng người khác. Tạo không? Tạo hoài mẹ bà đang làm ca sĩ không làm tự nhiên đi giật chồng ta. Tôi nói ông nghe, đời tôi nói thiệt, tôi rất là đạo đức, má tôi dạy không nên giật chồng người ta, dụ chồng người ta đi theo mình luôn thì được. Trời ơi, trời không được cô ơi, cái này giả bộ thôi mà. Giả bộ sao? Dụ là giới thiệt quá không được. À. Tôi dàn cảnh nghe không? Sao? Tôi vừa bước xuống sân khấu. Ừ. Một người đàn bà nhào tới nắm đầu cô quýnh tả tơi, nghe không? Cô phải đứng yên cho người ta đánh. Trời trời, tự nhiên người đàn bà đánh tả tơi tự nhiên là giật chồng ta mà cho vợ người ta biết luôn. Ừ. Gan quá. Chứ sao? Vậy là không ngẫu về mặt ca sĩ mẹ bà sáng mai báo đăng con quỷ này chuyên môn giật chồng ta. Lúc đó không phải một người đánh cả làng cả xóm, nó kéo nhau nó quánh thấy bà đậu luôn rồi hết làm luôn. Cho ngu hả? Điên à? À, không được thì mình tung chiêu khác. Chiêu khác đi, thì chiêu này sao được? Cái chiêu này thì cô phải chịu khó đụng tới cảnh sát tội phạm hình sự quốc tế. Đi tẹt bốt. Đâu? Nghe không? Cô phải lén bỏ nửa ký ma túy vô cái vỏ. Tới phi trường, tới cái cổng check security boy đó. Ừ. Nghe không? Ừ. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cho tao má nó kêu ầm lên, thấy không? Tập trung tất cả cảnh sát lại. Ừ. Ở đây tôi set up tivi trực tiếp truyền hình, cô sẽ nổi tiếng. Trời ơi, lúc đó nổi lắm. Mà anh nhớ kêu nó quay cái đoạn sau với đoạn cái đoạn mà em căng tay ra cái bịch miếng vải đen nữa đó. Là sao? Sự bắn đó ông nội. Ờ, à, tôi nghĩ sao đem nửa ký ma túy mà còn đi tới security chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại nữa. Sám sám si phán su si. Cái từ tôi vô cái động này có lộn không vậy trời? Hổ. Dạ. Sexy. Trời ơi.
À, nếu hai chiêu đó không được thì chuyên gia có chiêu cuối cùng. Chuyên gia gì nữa? Tung hình sách lên mạng. Trời ơi, được nha, cái này tôi chịu nha. Trời ơi, cảm ơn, em rất cảm ơn hai anh vì lăng xê em mà hai anh tung hình xét của mình lên mạng. No no no, me okay, him ọc. Lạ gì? Ông nói hình ổng á tung lên mạng ok, hình tôi tung lên người ta học máu trào đờm. Hổ, cái nội bộ giải quyết thì mệt ghê. Em gái, chuyên gia xin nói cho em gái biết rằng không phải tung hình sếp của anh lên trên mạng mà tung hình sếp của em lên trên mạng. Không được, không được, tôi không làm chuyện đó đâu, tôi không bao giờ. Trời, như vậy bán mình sao? Anh nói cho em nghe, mấy anh chỉ nói giỡn chơi thôi. Cái chiêu thức của mấy anh không phải làm cho em mới là thủ phạm mà sẽ biến em thành một nạn nhân. Làm sao nói không có hiểu, giải thích cho có nghĩa nghe. Là cái vụ đánh ghen á, không phải là em giật chồng người ta mà đánh ghen lầm. Đánh ghen lầm sau đó anh cho báo chí túa xua tới, nhào tới chụp hình, chụp hình đăng báo. Fan club em thương em, ái mộ em, đúng tội rồi. Nghiệp em. Hay em nổi tiếng. Đúng rồi, đánh lộn đi, Khương thích đầy mình nhưng mà lộn, hiểu không đó? Chiêu thức thứ hai đó, cái, đó, cái vụ ma túy. Dạ. Không phải đứt tay em bỏ vào trong cái vỏ mà là một thằng khốn nạn rồi nó bỏ vô đó. Xong rồi em vô tình em xách em chạy đó. Chạy qua cổng security nó kêu lên xong rồi bullet ập tới rồi ngày mai anh đăng báo lên bạn em bị quan. Trời ơi, trời ơi, em là anh hùng đó. Rồi cái vụ xét, cái vụ xét không phải hình xét của em đó. Cái mặt của em mà hình của con khác đó. Vậy đi, đưa hình em là trái mạng đó đó. Em xin anh nghe, đừng nha, hiểu đừng chưa, tất cả thiết ngừng hoạt động nha. Rồi bây giờ em tin tưởng vào cái khả năng mà lăng xê của tụi anh chưa? Biết rồi, biết rồi, nói như anh em mới yên tâm. Cha thì thiệt tình nó nói em có đầu đuôi gì, đầu đuôi hết. Phải có chuyên gia giải thích chứ. Ồ à. Dạ mì mò thân gia muốn anh hỏi là em có biết nhạc lý không? À sợ nhạc lý sao không biết, làm ca sĩ biết nhạc lý. Nhạc lý là mấy cái thẻ nốt nhạc, mấy cái thẻ gì nè, rồi treo lên mấy cái sợi dây điện danh ngang đó. Bốn giây kêu là nốt nhạc. Bây giờ em có biết là trên son là cái gì? La. Trên la. Si. Trên si. Đô. Trên đô. Ơ. Ơ là nốt gì? Euro. Euro gì? Euro mắc hơn đô. Má em nhà đổi hoài nè, đô rẻ hơn euro mấy trăm. Ồ. Dạ. Hát. Hát gì? Thử bây giờ chuyên gia muốn thử giọng em. Bây giờ em phải hát cho chuyên gia nghe để chuyên gia tính cách cho em. Đó, em sẽ hát để em build cái giọng em ra. Rồi. Nhưng mà em nói thiệt đó, là em hát đó là em phải có người bè em mới hát được. Ờ. Hai anh làm hai cái bè cho em được không? Bè có tiền không? Có, đi, đi bè nhỏ, đi bè lớn đi. Ok. Bè liền. Rồi nha, ra ráng bè nha. Rồi. Khi nào mà em ra hiểu bực cái là bè. Ok. Nha. Ok. Em xin hát bài vũ điệu ôm ôm. Nằm xuống. Cậu có gì vậy? Gì vậy? Khủng bố. Ai? Trời ơi, em mới nói em ôm bơm đó. Trời ơi ông ơi, bài hát vũ điệu bơm bơm. Ôm bơm hồi nào? Trời ơi, vậy mà tôi khủng bố. Ôi, Trung Quốc về không có rành tiếng Việt. Ông nậu này, ông không chuyên gia, em quánh giá rồi. Bây giờ em đang giới thiệu đi, em đang hát đi ha. Sau đây, bài hát vũ điệu bơm bơm bắt đầu vô. Hai đứa mắc bố chưa điệu á nha, cần tập lại. Xinh ghê ngất ngay kia bị gất ngay, ta chưa bên nhau quên sau em ơi. Đêm nay em rất xinh ai, em rất xinh, cho ta đi nhanh, ta đi nhạc đi chạy. Bơm bơm, xây lên cả đêm nay hát bơm. Hát bơm.
Em gì vậy? Mày khùng hả? Cái gì khùng? Tao hát hết còn ha 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 nữa. Không biết nó hát cái bài gì mà không nghe được chữ nào. Nó nghe bom không, nó tao tưởng nó kêu mà đi bom xe đạp. Nghe kỹ rồi đoạn cuối là đi kêu bom ga. Mệt quá. Còn đỡ nha. Nó hát chút xíu nữa FBI tới hốt tôi với ông luôn á. Sao vậy? Con này nó dũng cảm quá không? Nó gan hơn cảm tử quân của Osama Bin Laden nữa. Mấy quỷ dịch kia nó ôm bom nó nhào trong xe tăng á. Còn con quỷ này nó ôm bom nó chạy vòng vòng nó còn la tôi ôm bom nữa. Kêu hát bài khác đi. Nó hát vậy mới mau nổi. Em ơi. Gì? Em có giọng tốt lắm. Nhưng mà em hát không hiểu gì hết. Bây giờ em hát cái bài khác mà nó tình cảm nhẹ nhàng chút đi. Hát được chứ. Ừ. Bài đó nghe không kịp thì em hát tình cảm. Được. Nhưng mà với điều kiện là phải có hoàn cảnh xảy ra đi rồi em mới nhập theo em hát được. Hoàn cảnh gì? Nghe em biết diễn nữa đó. Ồ, biết diễn đó ha. Hoàn cảnh vậy thì em nghĩ không có gì đau thương bằng bị chồng bỏ hết trơn á. Tại vì nào giờ em chuyên môn bỏ chồng, em không biết cảm giác chồng bỏ em là sao nữa. Anh làm thử em coi coi nó đau đớn tới mức độ nào. Bây giờ ai làm? Anh làm chồng em. Không, để tao, anh làm chồng em. Này đi, kia làm con. Hả? Nghĩ làm sao? Khó quá, mà cái dành không. Cái mặt xấu quá. Đĩa bày đặt đồ đeo chân hạt. Dạ. Giờ anh phải làm sao em? Y gần bữa nay chân quạ. Giờ làm sao em? Anh làm chồng em. Chồng em. Anh phải cứng rắn, một người đàn ông cứng rắn lên. Em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu. Em dùng mỹ nhân kế cỡ nào nhưng cũng không chịu. Ok. Cứng rắn quyết định bỏ em chuyến này cho em đau đớn. Rồi. Nha, bởi vì em là một người con gái vợ hung dữ. Ừ. Nha. Hồ ơi. Em. Ôm giọng nội. Cha này bởi vì cha này cha thèm ta lắm nè. Chùi nước giải đi kìa. Ở trên đây bản chất là bản chất không có giấu được cái nào trên trời. Không có. Cứng nhăn. Hồ ơi, em là vợ của anh nè. Anh còn nhớ em không hả Hồ? Về ra. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Trở về với em đi anh. Quay đầu về với em, quay đầu là bờ mà anh. Quay lại đá mày đó. Tôi rồi à. Trời ơi, thái độ như vậy là đã hết yêu em thật rồi. Thế là hết duyên tình đôi ngả. Chuyện chúng mình tan vỡ tay. Còn đâu tư tưởng những chiều buông lơi cho vòng tay khát khao. Có tình anh ôm bờ vai xa rời. Anh có biết bao đêm hào đầy giọt lệ này có vì ai. Tình là mây cho dòng sông mãi trôi. Cuốn về đâu cho người thương nhớ người. Khi đã biết con tim lòng tôi tan vỡ từ đây. Mơ muốn anh làm em quá ngày dài. Đôi vai mềm chất chứa ngọt ngào. Còn tình anh giờ đây đã xa lạ. Cho lòng đau càng thêm buốt giá. Biết em yêu lầm trái tim hoang đường. Nỗi đau ngậm ngùi. Ôi cương mê dày tâm tôi. Tốt trắng em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời nói yêu ai đến nay chưa phải chưa nhạc thì có lẽ nào em dội sáng là mối duyên đâu sầu đâu chỉ riêng anh đừng buồn em chi dần em chi trách em chi chứ phải tại em là người tạm sang phụ khó tay đó qua hồng dễ đó qua lan hoàn cảnh trái ngang em đi đã nói.
bên nhau mà chi ra nói lời biệt ly, ta không đến với nhau xin chấp nhận đành xa lạ, hơn nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa. Cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về anh trọn tâm chân tình anh ơi, con mình nãy còn đâu đơn lẻ bi thương, chỉ mình tôi xót xôi đơn đau anh ơi, anh ở đâu cô ơi ân cô, tuy chung kiếp này đành lôi hèn không mong gì số một đòn viên quan khiên, cứ mãi chân chồng nước mắt càng dòng, lòng em như môi xa kim châm tới bời tôi theo mọi đường chạy trôi quanh cô, cho tôi thêm rõ mặt một con người gian hoa nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông tôi đủ chân lý quan tòa tạm dân tên tội phạm thì ông ơi, chết tại tuổi dài tuổi ngu nên bây giờ đau khổ ai xui gặp gỡ nhau chi ai xui gặp gỡ làm gì, duyên tình đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàng tôi như một giấc chim bao ai ơi non non biết cần gì đâu, lòng ta mang nặng nỗi sầu gì đâu nên nỗi đổi thương ra cô. Thôi anh đừng nói nữa làm gì, nín nên đi anh lê đâm vai rồi buồn thương nữa chi, về đi à. Kẹo người ta chờ kẹo người ta trông kìa một chuyến xe Alibaba 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 Alibaba. Tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa ảnh cũng lại trời mưa. Tao giết mày! Tỏ cổ mày, cái này chết nè! Khiên nó vô, khiên nó vô, khiên nó vô, khiên nó vô, mày vô cho mày biết tao, tao giết mày! Tao giết mày! Tao giết mày! Mày vô đây! Mày vô đây! Mày vô đây! Mày chết đâu? Mày chết nè! Ôi! Hát mà hát nóng trong người vậy đó. Cái sự chuyện lạnh quá vậy ta. Hả? Trời ơi tao mày người nào vậy? Mày quanh nó cho tao. Quanh nó. Mau đúng rồi đánh đổ mau đi. Trời ơi nó xe toàn miếng hả mày xe hai miếng. Trời ơi tức quá. Anh ơi có ai trong nhà không cho hỏi thăm tí anh ơi. Em chào anh. Chào cô. Dạ xin lỗi anh, ở đây có phải là đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn không hả anh? Dạ tôi đúng. Dạ vâng, anh xin cho phép em được gặp giám đốc ạ. Dạ tôi là giám đốc. Thôi anh cứ đùa, cứ sáng sớm cứ gặp người nào đùa là em cứ thích thôi. Nhìn anh cứ như con cầy ghẻ ấy. Anh cho em gặp giám đốc đi anh, vì em không có thời gian anh ạ. Không, tôi nói thiệt, tôi là Quỳnh Long Hổ, giám đốc đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn đấy. Em nhìn anh nó giống con gì ấy chứ nó không giống con hổ. Con gì? Em nhìn con gì nó te tua như con này nhỉ? Con bạch tuột. Gớm khổ, áo quần sao cứ đeo cứ mực, không là mực thế kia. Anh ơi đây đây. Thế à, anh Huỳnh Long Hổ là ô thì giống chưa? Che lại này chút, có cái vằn vằn này vào thì nó giống này. Đúng không? Vâng em chào anh Cọp Rằng. Chào cô. Vâng. Cô có phải là thí sinh tới dự thi không? Vâng, em là thí sinh đến dự thi đấy ạ. Chứ không dỗi hơi mà đến nói chuyện. Cô lấy số báo danh này phải không? Có ai cho cái số nào đâu mà báo với đây, cả đây, đây. Cô đây. Số em. Anh ơi, sao đến 2002 cơ, bao giờ mới được thi hả anh? Không, cô là người thứ nhì. 2000 viết cũng chơi chơi rồi phải không? Có hai người, người thứ nhì thì viết làm chó cho nó mệt rồi. Cô tới dự thi bữa nay. Vâng. Cô có thể cho tôi biết là cô còn độc thân hay là có gia đình rồi?
Gớm, em gần 40 rồi, nếu mà em độc thân thì ông bà mình bảo ế mẹ nó rồi. À, thưa thật với anh là em đi thi em chả giấu hoàn cảnh gia đình em thì nó có phần vất vả hơn các anh chị phụ nữ khác. Em thì có gia đình lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ đã ly dị. Vâng, em lập gia đình hồi năm 19 tuổi, 9 năm sau em được 7 đứa con. 9 năm đẻ 7 đứa. Vâng. Tướng như cá lồng tông mà đẻ dữ quá. Thôi anh buồn cười nhỉ, cá lồng tông nó cũng là con cá, nó bằng này thôi mà anh mổ bụng nó ra biết bao nhiêu trứng trong đấy anh ạ. À. Em cũng không ngoại lệ như con cá lồng tông. À, thế là chồng mà anh biết không, khổ hoàn cảnh chứ em nào muốn sinh nhiều con như thế, sinh nhiều con người nó sẽ bị hao mòn đi anh ạ. À. À, đúng. Nhưng mà hoàn cảnh gớm, em lấy chồng không phải lấy chồng Việt Nam, em lấy chồng người Mỹ. À. Mà chồng em thì không biết nói tiếng Việt, em thì không biết nói tiếng Anh, thành thử ra dấu thế nào mà cứ tròn tròn một năm một đứa. Cứ chồng em nó bảo lô mo, em cứ tưởng là cái mo, mỗi lần cây cau nó ra cái mo là nó ra trái, em cứ tưởng ra trái là phải đẻ, thế là nó tòi ra. Ngộ quá. Vâng. À, cô có kế hoạch không hay là... Dạ vâng, em đã đi kế hoạch rồi đấy anh ạ. À. Em đã làm một lần nhưng mà chồng em thì nó bảo kiểu này, xong rồi em lại thích kiểu kia, xong cuối cùng hai vợ chồng hòa để đẻ luôn. Chồng em thì một hôm mới đẻ đến đứa thứ tư rồi, nó sợ quá, nó bảo là go ahead and cut. Cắt cái gì? Em có hiểu cái gì đâu, nó bảo đưa đưa cái kéo để em hiểu là nó bảo cắt đi đây, cắt cái buồng trứng đi, hiểu không? À. Xong rồi em lại nghiên cứu, em nghe mấy chị ấy bảo không cắt cái đấy đi, nhiều khi nó điên điên đấy. À. Thế em không cắt, em bảo no 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 no, cắt là treo ép. Cái gì? Éc là cái trứng đây. Sáng nào nó không bảo em làm cho nó ăn thì em biết cái éc là cái trứng. Thế em bảo treo éc tức là treo trứng. Nhưng mà anh biết không? Nghe em nghe treo nó không điên hẳn mà nó cứ tàn tàn nào, lâu lâu nó lại chạm dây lại cắn chồng rồi bỏ mẹ. Thôi em không làm nữa. Yeah, bỏ cái thôi hả? Vâng. Cô bây giờ cô đang làm nghề gì? Dạ ngày trước thì em làm lông, bây giờ em làm leo. Làm gì cô? Ngày trước em làm lông. Làm lông là làm ruộng ấy. À. Không có. Xin lỗi, tôi không hiểu. Còn bây giờ em làm leo là làm móng tay này. Dạ, dạ. Làm nông. Làm nông. Dạ. Làm nông. Ê cô ơi, nói này cô đừng giận nha. Giận gì anh? Tôi nghe mấy thằng bạn tôi nó nói tả gì con gái nhà nông á. Vâng. Nó nói vậy nè. Chưa đi chưa biết miền quê. Vâng. Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Dạ. Bởi cô con gái nhà nông. Vâng. Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời. Anh ơi, em ít khi nào biết bực tức với người đối diện lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà ai nói thế nào với em thì em xin giả lại thế ấy. À dạ. Vâng, thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Không dám. Dạ. Vâng, thì em xin giả lời cho anh là: anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không chồng thì lấy cái gì anh sơi. Bây giờ em hỏi anh, lúa nó chín đầy đồng, em không chung khu em cắt thế này thì lấy cái gì anh ăn? Cảm ơn cô. Thôi giờ vậy, vô vấn đề chính đi ha. Vâng. Cô tới dự thi thì ở đây thể lệ thi gồm có hai phần. Vâng. Cô phải hát một bài nhạc chấm và một bài nhạc nhanh. Bây giờ cô muốn hát thể loại nào trước? Dạ em xin hát nhạc chậm trước. Nhạc chậm, cô hát loại nào? Dạ em xin hát thể loại ca trù. Ca trù. Vâng. Trời ơi cái này lâu lắm đó nha. Vâng. Người trẻ như cô biết được là quý lắm đó. Vâng. Nhưng mà cô hát ca trù mà cô có biết ý nghĩa của nó là cái gì không? Dạ thưa anh, thì xưa bày nay bắt trước thôi, chứ em thì em không biết ý nghĩa. Nhưng mà em chỉ biết mỗi một điều là nếu mà mình ghét thằng nào thì mình cứ trù cho nó chết. Mời cô. Vâng. Em xin phép anh, em ca trù ạ. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát
có ra gì. Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ liệu. Cô nó kẹp mẹ nó băng rồi. Trời ơi cô làm gì tôi sợ quá. Tiền nhà tôi còn không có đó, cô đừng có làm tôi sợ. Tôi không có tiền mua ở tiền bảo hiểm cho cô đâu đó nha. Việc gì cô? Cái đấy đoạn đấy mới là trù đấy. Anh sợ hả? Sợ anh chứ. Sợ vậy là em thành công rồi. Em trù mà thằng này sợ chết. Giờ cô hát thể loại thứ hai đi, nhạc nhanh. Anh cho em hát thể loại thứ hai. Ừ. Vâng, thể loại thứ hai em không hát một mình em mà em song ca lam lữ. Cái bài gì mà tôi nghe cái tựa sao nghe lam lũ vậy? Không phải, em song ca lam lữ. Lam là man and woman đấy. Nam nữ. Vâng. Dạ. Thôi nhưng mà cô hát nữ thôi, đừng hát nam nha. Sao thế? Tôi sợ lắm. Mà cô hát cô có diễn không? Có chứ ạ. À. Đừng. Thôi đừng diễn. Nãy con Hùng nó diễn tôi sắp chết rồi nè. Cô diễn tôi không biết tôi còn cái gì nữa nè. Cô anh yên tâm đi, em diễn em phải diễn như thế nào chứ, còn chân người anh còn gì để vặt. À. Em mà làm anh một phát nữa là anh như con lợn cạo bây giờ đấy. Vâng, thôi em xin phép anh cho em được song ca lam lữ. Cho anh cho em một tí music. À, music. Vâng. Anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lôi tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ mẹ tôi, người yêu chưa có anh hỏi mà làm gì? Ngại gì mà em đứng quá xa, em ơi anh xin được làm quen nhá. Thôi đi anh này kỳ ghê à. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi anh tôi xa nà, chưa hề biết nhau nhớ nhá. Chớ lo trước lạ sau quen, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ, nơi anh sao quá ngọt ngào, khiến nào cũng phải duyên sao. Nhưng tòe có lúc người ta thay nòng. Em ơi dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn tròn đời thủy chung. Người hát hay, hai nam nữ như vậy. Coi như tôi long trọng tuyên bố là cô là người trúng tuyển. Hai thí sinh dự thi, cô đậu hạng nhất. Hai người thi mà em đậu nhất hả? Vâng. Còn hãnh diện mẹ gì nữa. Anh ơi, em bây giờ em không cần biết là em đậu hạng mấy, miễn sao đậu là được rồi. Thế anh cho em xin tiền thưởng. Làm gì có tiền thưởng. Ở đây tổ chức ra thí sinh trúng tuyển thì giới thiệu đi hát. Hát người ta trả tiền, đó là tiền thưởng đó. Chứ đâu có tiền thưởng gì đâu cô. Mày đừng trách bà dở mặt nhá. Có tiền sư bố nhà mày sao mày rảnh thế hả? Cái tao mà nếu mà tao thích mà tao đi hát đi họ, tao gửi mẹ băng lên ba di bai nai, may ra tao còn được lên sân khấu lớn. Gấm này mày tổ chức hôm nay, tao tưởng đó hôm nay tao đến tao thi là tao quyết định là tao lấy tiền về tao trồng tiền đá banh cho chồng tao. Mẹ nó thua cái trận Brazil kia kìa. Không kéo dưới này còn thua.
thua nhiều hơn cả chồng tao đây này. Thằng nào cũng đâm đầu bắt vào đấy, thằng chồng ta đã thua nhiều lắm. Thế bây giờ không có tiền à? Dạ không có. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ lăn xê cô lên nổi tiếng. Xin lỗi mày, tự động lăn một mình đấy nhá. Xê. Không có tiền, mày đặt tổ chức miệt vườn với trà miệt ruộng, rách việc và phán mẹ cho nó thoáng. Go, go. Bữa nay thì sao? Hết gặp con khùng, gặp con tửng. Trời ơi, bây giờ không có tiền, có ai cứu tôi không? Tôi. Ai? Tôi nè, tôi sắp chết rồi. Sao vậy? Trời ơi. Tại sao nó nông nổi vậy? Tôi xách cái con quỷ khùng mới vô trong. Sao? Tôi vừa mở miệng á để bạc bạc, tôi nằm luôn không ơi. Sao nãy tao nghe nó la ông sợ ông động nó. Trời ơi, tôi đâu có la được đâu. Nó la thất thanh mà nó cười mãn nguyện. Mà con này nó ngộ lắm không? Sao? Nó quánh xong nó băng bó, nó mới mà chịu bỏ đi. Vậy là nó cũng còn tốt đó mày. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Trời ơi, nó băng bó, nó lục hết tiền tôi, nó lấy sạch không còn một đồng một cắc. Nó nói tiền đó là tiền băng bó. Cũng tại ông đâu mà. Ông lừa gạt người ta, ông mở ra cái cuộc thi này làm gì? Bây giờ ông biết à, người ta nói cái câu là gậy của mình đập lên lưng của mình rồi, biết chưa? Nói bậy bạ không à. Gậy ông đập lưng ông gậy. Mày bị như vậy á, gọi là tiền mất tật mang. Tao nói mày nghe, tao biết hậu quả như vậy á, người ta đâu có làm. Nếu biết chưa có hôm nay cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ, yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè. Yeah. Năm nay năm tuổi á. Yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ, cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói ăn nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu, thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À, đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À, thì bà chị mới nói rõ ràng, à, không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch. Mà dạ, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọc dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông mà trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là mô đen. Mô đen dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy.
không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có thằng nào nó khùng mới trông chờ bà chị á? Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Tài nhạc sĩ đó mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai rồi tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở xóm gà đấy. Trinh? Trinh? Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị vén cái quần cho tôi coi cái giò chút. Có phải không? Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Đúng rồi, cặp giò này đúng là trinh gà nồi ở sống gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá, hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi, bà hiểu lầm ý tôi rồi. Mới xin đêm chăn chối hoài. Mới xin bữa nay mà. Dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm chăn chối rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông chăn chối mà tôi chăn chối. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Trinh à, nghe anh nói nè. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây à? Em ở đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm vậy? Có. Không quên. Có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi. Để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi vậy là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai á? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không tôi phải. Tôi có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1000 lượng vàng của em.
1000 lượng vàng của tôi. Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội thân vàng còn không có đâu ra 1000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1000 vàng hay sao? Có luôn hả? Đâu ra hả? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À. Em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. À, rồi ra đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là 1000 lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho 1000 lượng. 1000 lượng ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tao lao tao bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được đâu, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi mất Trinh rồi. Nên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng rừng mất tin gì là... Tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tin rồi, mất tin rồi. Người ta tưởng tôi hãm tiếp ông sao? Trời ơi, anh nói mất tin là mất em tin tin em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi có gì mà sao em thượng chẳng xin hạ chẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi
nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tai tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói lên ra cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe à? Nghe cái gì? Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoạt xem mãi không phải tàn. Đừng nghe chim du tay tìm thứ áo. Không tìm nào say đắm hơn anh đâu. Chờ một ngày qua một đêm theo mưa. Ta đừng về vang vọng đời đời buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước gồng xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước gồng xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Cơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu quân ó của Công ty An Hing Corporation, Usis Group, Young Healthy Lunch của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại. Chồng tôi lắm. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Tao giết mày chết. Mày đứng lại. Nè. Tao nói mày nghe. Đi. Đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi. Hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu. Không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó là để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con. Ông không làm gì. 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời, làm sao mà cúng rước ông bà chứ. Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà vậy làm giống ông gì. Không có nghe ngược vậy. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được. À. Tao thích nè. Nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà. Còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu.
mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không á, cái cây mai này nè tôi trồng á, là đáng lẽ mùng một nó mới nở, ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nè. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nè, để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi, bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Cái gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Ta làm gì đâu. Hồi mà ta lấy mày về ta mập bự con. Thấy không? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần á mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì, hai tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao là đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi. Không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá lạng hay con. Anh đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi. Để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà. Mất dạy hả mày? Nè. Dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó. Chứ không phải tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều, ai ăn ít rồi. Đi mày! Anh đuổi tôi nha. Đi! Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó, khiêng tôi đi tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi ở đây mà khiêng kiệu. Đi ra đây! Anh! Đi đi! Trời ơi! Có chỗ nào mà lấy mỡ xa ta đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Một mình một nhà, muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửi nhửi cái gì. Gì hả hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc kiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... Mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, chạy chiếu ra, chạy chiếu ra. Bây giờ nhà tao không có ai.
À, chạy chiếu ra tao với mày nhậu múc chỉ. Đúng người rồi. Ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, tháng ba mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng ba. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên em mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy? Kỳ quá, kỳ quá. Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê, mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À, đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à. Tâm bậy. Ê, 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 mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip đợi nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạch máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hai làm gì tà te? Tư... Ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè. Từ từ. Tao mới uống sơ sơ chứ tao không có chỉnh đâu. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, nó bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai vậy? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói với anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, trúng độc đắc. À. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lắm, kiếm lẹ lắm. Trời ơi. Ê, đực. Quý. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Hả? Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi
mày nè. Thì anh hỏi đi. Ê, mà trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán cái số mà làm sao mà em sẽ trật được ôi chứ. Ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi, em phóng qua nhà của anh, em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó, xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá, xong rồi anh cãi với chị, xong rồi chị đá, xong phi bay. Anh dâng dính lên trên tường, té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Xong rồi lúc mà anh nhậm xuống, anh định ngồi vậy, anh định trả lời chị, chỉ tán thêm hai bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán ba tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày nhã ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, ba cái vụ tiền. 6 tỷ, trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Anh hai, trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xức cho anh nha. Trời ơi, này, thấy cái hộp nó lóc lánh thì mới là hộp thiệt nha. Đó, người coi tới là người Việt ở Mỹ là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Anhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Em mượn coi. Dạ. Thôi cho tao luôn nha. Ê, đại. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày đứng lên. Sao anh tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy số rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chút. Giấy dò đâu? Giấy dò. Mày đọc coi chúng không? Dạ rồi. Mày coi nha hai. Mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi mày đọc mà. Dạ em nói là số 0 đó anh. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hả? Dạ, không. Không. Không không. Không không có luôn. 221 221 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi. Trời ơi. Không không 221. Ê ta trúng rồi hai ơi. Không không 221. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy á. Khỏi cần khen. Nói nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may mắn. Yên tâm, tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe này nhã hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ. Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền mày lấy gì? Làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi tao tưởng cái gì. Ba cái đồ quỷ đó hả. Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự. Đặt vô ok. Ôi không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ. Tự nhiên cặp bự. Tự nhiên lấy cặp bự treo toàn tèn bị ghê lắm thôi. Tao nói mày nghe. Mày đứng mày nhó nhã một hồi à. Không cho một cắt. Báo cho mày biết vậy luôn á. Đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói nè mày. Đi về. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em mấy không? Không. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Bây giờ đi lãnh giấy số. Đi lãnh giấy số.
Ê, bữa nay 30 Tết. Ừ. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất. Cất đi, mày cất đi. Mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp. Bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Ừ, mày để ông đó yên tâm rồi đó. Yên tâm. Ừ, thôi bây giờ nhậu đi, nhậu đi. Uống nhậu đi, bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nắp hả? Uống về hội lớn lắm. Sang năm năm hợi mà. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo à? Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Trời đất ơi, ông nội ơi, nó uống. Uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống nữa. Ráng uống thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, ba tờ này là của mình, mình phải lấy lại thôi. Ủa bà, từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má đó trời. Không sao, tao lòi ra, tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Không không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó làm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô. Kìa anh Tư nằm kia. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn nằm một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi, anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư, hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Từ hồi bây giờ muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ ý là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời ơi, vậy chui vô quần ảnh đi. Tao đập vô mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt, anh đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe đâu vậy? Ê, kiến cắn người, kiến cắn anh hả? Mày không biết. Con vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lốt kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Mẹ tôi. Đi. Quét. Trời đất ơi,
Tôi đâu phải heo đâu mà khiêng thập quyết ăn Tết. Ông trời đất ơi, trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết, con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc, một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ ha. Mà nó nói trước khi nó đi, trong nhà này chỉ có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cớ nha, dù không ta cái tội ăn cắp tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh Hai nói vậy là có lý đó. Ừ, cái gì cũng vậy, nói có sách mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được, chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó, nó có sách mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi, thà mít lòng trước được lòng sao chị Tư à. Như vậy anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi, lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây, lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng, tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha, tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à, dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đúng không anh Hai? Vậy biết. Em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha, hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh Hai, tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Này. Anh Hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à, chắc tại anh nhạy cảm đó. Chị Tư, chị làm gì vậy? Heo mi. Chị Tư, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tư. Ôi gì? Chị Tư. Trời ơi, anh Tư anh tỉnh vậy rồi. Mới nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè, bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, băng được 3 tỷ giấy số cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám hả? Trời ơi, 3 tỷ của em. 6 tỷ nè chị. 6 tỷ nè chị. 6 tỷ. Dạ. 6 tỷ nó đâu vậy ta? Trời ơi. Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á. Hai mày ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bà mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ là bộ tập yoga của nó, tao hốt tao mặc để tối tao ngủ mày biết chưa? Chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi. Bây giờ mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ anh lên. Dạ, em Tư ơi. Ốm mà nặng như quỷ. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỡ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Tỉnh như chưa? Hai em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Vâng, nghe là đâu biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ? Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết, có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay,
trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả thì tết ai à. Nè anh không cần đi chơi à. Đi chơi à. Ôi trời đất. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời. Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó đã nó có học trò rồi. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây đây làm chi nữa. Đi. 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 Anh cứ đi đi. Đất. Hãy. Đất đi. Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mày lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá lừa thầy phản bạn. Con người của anh tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Mình. Cái trời ơi. Đồ cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho mà phải là do chị Tư cho. Ừ. 3 tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức. Nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đâu. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị Hai, chị Hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị Hai ơi, chị Hai. Ê, con ngựa vé lộn. Chị Hai, tao lấy có 6 tỷ nè. 60 tỷ, mày nói, chị mấy chục tỷ là sao? Ê, ê, lâu lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi? Sao có mồi nhậu cherry vậy? Trời ơi, chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được á. Trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ, chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay. Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường. Không lẽ tôi mặc bộ đó cho hôi hám, tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con. Mà đang nhậu mày đưa cam vô chi vậy? Đi vô gì nghe. Tôi đang nói là gì sao vô mình cái gì? Tôi không có nhậu nhẹt có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ dạ. Tại dạ, sao dạ. Xuất hiện đây? Trời ơi chị Hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ chứ chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy Hai? Tôi dạy anh sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơ mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi hả Hai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tao bắt được bao nhiêu không? Trời ơi. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quánh cho bỏ cái tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quánh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Dạ, quên đi về. Dạ, rồi. Dạ.
Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị.